Xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của Hoài Bãi nha. Hôm nay thì Hoài Bãi lại có một cái con máy cưa xích Echo Curit đời mới CSV 3004. Đó, hàng này là dòng máy nhỏ đời cao, máy nòng đứng nha các bác. Con này là xài gia đình nha. Đó, lam thì sử dụng lam 40, sử dụng 35. Lam thì lam đầu Latin nha các bác, lam đầu trượt. Đó, xích chuột. Có khóa xích ok luôn nhá. Đó, bơm xăng phụ, xả áp đầy đủ luôn. Máy đẹp như mới. Đó, con này mã số máy là 007628. Đó, máy rất đẹp, bao zin, bao bích tông đẹp luôn nhá. Đó, bác nào chốt cây này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 05 39 nhá. Đó, nguyên zin hết. Đó, bây giờ sẽ tháo bồ ra cho anh em xem bích tông luôn nhá. Đó, bán rất là kỹ cho bác luôn. Đó, anh em nào mà thích xài con máy cưa xích chất lượng thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 05 39 giúp em nhá. Bô là giờ nhận xem bít tông có bị xước không. Bít tông bao đẹp hết. Bên họ đã bán kiểm tra rất kỹ và trước khi mua hàng đã tháo bô là xem bít tông hết rồi. Bít tông đẹp. Đây là anh em chỉ cần pha nhớt tốt là bao xài cho các bác luôn nhá. Bít tông bao đẹp luôn nhá. Chưa vết xước gì luôn nhá. Còn nguyên sọc ngang. Hơi có vết nhớt rồi nhá. Chưa hề có vết xước gì. Zin hết từ AZ bên trong, chưa có tháo ra cửa đâu nhá. Ta nào chốt thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 05 39 giúp em nhá. Đó, con này thì anh em xài gia đình, trọng lượng là 5 tầm khoảng, con này tầm khoảng 5 kg nhá. Đó, trọng lượng 5 kg. Dòng máy nhỏ anh em xài gia đình, cắt cành cắt củi nhá. Rất là ok luôn, rất dễ sử dụng nhá. Con này rất dễ xài luôn. Đóng e giật nổ. Đời mới xài bộ chế quan rồ nhá. Đó, xài chế quan rồ, lọc gió giấy. Đó. Lọc gió zin hết. Máy móc là em vào các bác là nguyên zin hết nhá. Bu zin, NGK zin theo máy luôn, chế quan rồ. Đó, tất cả nguyên zin hết. Bác nào chốt cái này liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 05 39 nhá. Máy bao zin, chưa có bung gì bên trong hết ra nhá. Chưa. Ấu như con này về đúng đổ xăng nổ luôn. Chưa cần phải bung cái gì hết. Ốc át còn vàng khè luôn. Rồi, hết nổ cho bác nghe đây máy. Cái này bên nó bán với giá là 2.700.000, bao ship tận nhà luôn. Bao nào chốt thì liên hệ qua số điện thoại 0345 05 39 nhá. Em xin cảm ơn toàn thể nhá.